Qua đi bao nhiêu yêu thương phai dấu, qua đi bao nhiêu âu lo nương nấu. Cha mong yên vui theo ta mãi mãi, mẹ mong tương lai cây tươi đơm trái. Tình bạn càng thâm thiết, tay trong tay nắm chặt. Ôi bao dung làm thầy luôn quan tâm, người sẽ chia bên nhau tháng năm. Mình nổi chú dưới mái trường, hãy quên giữ lấy những khoảnh khắc đã thấy là một niềm tin bắt đầu. Hãy bước tới phía trước để đôi em nắng là một ngày mới bắt đầu. Có những lúc vấp ngã, có những lúc sôi trà, cuộc đời đôi khi như trà giá. Một thứ giấc ban mai, nghe thấy yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Có những lúc vấp ngã, có những lúc sôi trà, cuộc đời đôi khi như trà giá. Một thứ giấc ban mai, nghe thấy yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Thôi em về đi, về nghỉ sớm mà còn đi thi nữa. Mai mốt được về rồi, chị định làm gì? Chị tính thuê một sạp quần áo may sẵn bán, hay là đi may gia công cho người ta. Em đừng có lo. Thôi em về đi nha. Nhưng mà em muốn ở lại với chị thêm chút nữa. Đừng có làm phiền thầy nữa em, về đi cho thầy nghỉ ngơi nữa. Nha. Ủa sao em nóng quá vậy? Em bị sốt hả? Chết rồi. Để chị đưa em xuống y tế nha. Đi. Yến à. Dạ. Con thấy má có cần bận áo dài không? Trời ơi, má hỏi chuyện thừa quá. Không lẽ má mặc áo bà ba đi nói chuyện với nhà người ta hả? Vậy con coi cái nào được được, con ủi giùm cho má đi. Dĩ nhiên rồi, đó là bổn phận của con mà. Chào má. Ủa anh ba. Má khỏe không má? Khỏe, má khỏe. Ủa sao bữa nay anh ba về vậy? Tao về để thăm má không được hả mày? Rồi lát anh ba có đi không? Ủa đi đâu? Thì ba chị Thư mời cả nhà mình đi ăn tối đó. Đi chứ, ba Thư muốn xem mắt con rể mà. Ba, anh xưng hô sao nghe lạ quá vậy? Làm như anh ba là con rể của ông không bằng. Em tôi có sao không bác sĩ? Cậu ấy sốt cao, xuất hiện mẩn đỏ, mà hiện giờ lại đang có dịch sốt xuất huyết nữa. Chết rồi, vậy giờ phải làm sao bác sĩ? Tôi nghĩ bây giờ nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để xét nghiệm. Nhưng ai sẽ lo cho em? Thôi cha đừng lo, em lớn rồi mà. Tôi sẽ đưa em Phùng tới bệnh viện, giả đói với em. Cô đừng có lo. Đi em, đi. Chị hai về phòng đi. Em đi với thầy được mà. Tôi nhờ thầy lo cho nó. Tôi cảm ơn thầy. Ừ, không có gì đâu. Tới bệnh viện, tôi sẽ gọi lại cho cô. Đi. Tôi cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhiều lắm.
Ba, con xong rồi. Chà, hôm nay con của ba đẹp quá ta. Người ta tưởng là con của ba hôm nay đi đính hôn đó. Ba này, thì hôm nay ba cũng đẹp vậy. Nhìn ba, người ta tưởng hôm nay ba đi làm xui đó nha. Con gái thời nay á, hãy cứ nói đến chuyện lấy chồng á là hí hửng ra mặt. Thì con đi lấy chồng, ba cũng vui chứ bộ. Thôi, nè, đi được chưa cô nương? Dạ. Đi. Trời ơi, pin của mẹ đẹp trai quá à. Má ơi, xong chưa? Đây, 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 xong rồi đây. Nè, Yến. Dạ. Con thấy áo được không con? Ý, bà Suya đến kìa. Anh ba đang ở cửa đi. Mở cửa đi con. Dạ con chào bác. Chào thư. Chào con. Chào Thanh. Dạ con mời bác. Dạ con chào bác. Dạ, chào bác. Con. Bác, đây là ba của con. Còn đây là má của anh Tường. Chào chị. Dạ chào anh. Dạ mời anh ngồi. Dạ thôi thì nếu cả nhà chúng ta chuẩn bị xong hết cả rồi thì chúng ta đi luôn. Nhưng mà dạ, anh hai con chưa có về mà. Sao vậy con? Dạ ba, anh Tường anh bận chút việc, lát anh tới nhà hàng luôn à. Thôi vậy cũng được. Thôi vậy thì chúng ta đi trước à. Dạ. Dạ xin mời. Dạ, chị. Mời anh. Thôi mình đi đi má. Đi con. Dạ mời bác. Anh nè. Alo, anh đang ở đâu vậy? Mọi người đang chờ anh đó. Cho anh xin lỗi. Anh thư ngồi đi. Trong khi chờ đợi thằng Tường thì con có thể đặt thức ăn trước đi. Dạ, chắc là xong việc thì anh tới ngay mà. Chị, không biết là chị thích thức ăn Tây hay là thức ăn Tàu chị? Dạ. Mình đặt món ăn Tây đi bác, hợp với khẩu vị của bác hơn. Ba, hay là mình ăn món ăn Việt Nam nha. Vậy cũng được. Bây giờ ai lãnh phần đi chợ đây? Dạ, để con đi cho bác. Mày thì biết cái gì? Ừ. Để Thư. Thư đi chợ đi. Thưa bác sĩ, em Phùng sao rồi? Bệnh nhân bị sốt do viêm amidan. Vậy ngày mai em ấy có thể về đi thi được không bác sĩ? Dạ, thi ở đâu? Gần đây không? Dạ cũng gần. Sáng mai thì chưa biết như thế nào, nhưng tối nay bệnh nhân phải ở lại đây để chúng tôi theo dõi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi mong rằng hai gia đình mình sau này có nhiều dịp gặp nhau như thế này ha. Dạ. Con xin lỗi. Sao rồi con? Nó có đến không? Dạ chắc là không ba.
Ờ, chắc anh bận việc gì đó. Biện ăn cho đàng hoàng đi con. Sao con cứ dọc thức ăn hoài vậy? Ờ, xin phép chị. Yến, kỳ quá đi. Trời ơi, má không thấy nó lì gì hả? Hy vọng là sáng mai bệnh nhân hết sốt, tôi sẽ cho bệnh nhân xuất viện. Dạ. Dậy đi. À, bác sĩ, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà được không? Cảm ơn bác sĩ. Alo. Anh nè. Anh nói đi. Em xin lỗi bác giùm anh nha. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trong bệnh viện. Một đứa học trò của anh đang bị sốt nằm ở đây. Tại sao anh lại phải ở bệnh viện với học sinh? Là tình nguyện hay là bị bắt buộc? Anh đưa đứa học trò đi thăm chị nó. Chuẩn bị về thì nó bị sốt, nên anh phải đưa nó vô đây. Vậy chị của nó là vợ sắp cưới của anh phải không? Con xin phép bác, con xin phép má cho con được mời bác ngày hôm nay. Đâu có được con. Cái này là bác mời má con mà. Dạ, con làm việc này là để thay mặt anh hai con xin lỗi bác. Nếu như bác không đồng ý, tức là bác không chấp nhận anh hai của con rồi. Thầy. Ừ? Có kịp về trường không thầy? Ờ, chắc kịp. Anh Tường. Em đi đâu vậy? Em đi tìm anh. Ừ, nhưng mà sao em biết anh ở đây? Em muốn biết thì biết được thôi mà. Bây giờ anh phải đưa học trò của anh về trường gấp để kịp thi sáng nay. Vậy vậy thôi, đi xe của em nha. Ừ. Ừ, thôi mình đi. Ừ, đi. Hôm qua em gọi lại nhưng mà không liên lạc được. Xin lỗi, điện thoại anh hết pin.
Em cũng nghĩ vậy. Hôm qua mọi người chờ anh đó. Anh biết. Chắc là ba em giận anh lắm hả? Ừ. Thôi, anh ngủ chút đi. Chút nữa tới trường em gọi cho. Hôm qua em với thầy đi đâu vậy? Dạ, em đi thăm chị em. Ủa, chị em bị bệnh hả? Dạ, chị em ở trường phục hồi nhân phẩm. À, cô nhớ rồi. Dạ, hôm qua cô có hẹn với thầy hả? Em thấy thầy coi đồng hồ hoài à. Ừ. Dạ, tại em bị bệnh, thầy phải đưa em vô phòng cấp cứu. Cô đừng giận thầy nha. Không có đâu. Trời ơi, hãy gọi mà cứ hoài dụng phủ sống là sao? Sao tôi gọi ông hoài mà không được? Điện thoại tôi hết pin. Lên phòng thay đồ đi, còn chạy gì nữa. Dạ. Ừ. Chào thầy. Sao thầy về muộn quá vậy? Thằng bé bị sốt quá nên tôi phải đưa nó vào nhà thương. Nó bị bệnh hay là ông bệnh? Trông ông còn thê thảm hơn nó nữa kìa. Vậy thầy có cần nghỉ sáng nay không? Tôi sẽ cho giáo viên khác coi thi giùm thầy. Không cần đâu. Tôi về phòng rửa mặt, thay áo xong sẽ lên phòng coi thi ngay. Vậy thì tốt rồi. Ừ. Chào thầy. Ừ. Đậu mất tiêu rồi. Trời ơi, sao chưa tới nữa vậy? Phùng kìa. Ê Phùng, mình phải kêu là thằng Phùng yêu tụi mình mới đúng chứ. Phùng, làm gì trễ vậy? Đi thăm chị. Chị mày sao rồi? Mày khổ quá. Chừng nào chị mày về á, tụi ta sẽ kéo qua nhà mày chơi, được chưa? Còn tụi bay nó nhìn gì? Đi vô lớp. Vô. Thảo à, em cho các bạn vào lớp chuẩn bị thi đi. Dạ. Thầy, sao thầy mệt mà không nghỉ ngơi đi? Thầy cô khác coi thi giùm được mà. Ừ, thầy không sao. Cảm ơn em. Ba. 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 Ba, hôm qua anh Tường không đến được là vì phải đưa một học trò đi gặp chị của nó. Chị nó hấp hối à? Dạ không phải như vậy. Nhưng mà sau đó đứa học trò đó nó bị sốt đó ba, cho nên là anh phải đưa học trò đi cấp cứu. Anh không tới được, ba đừng giận anh nha ba. Nha ba. Có yêu nhập phải một thằng điên. Chỉ có điên á nó mới như thế. Ba. Ba.
Đứa nào làm bài được, giơ tay lên tao coi. Tao. Đưa lên. Thằng kia, ý gì đây? Thì làm bài được hết, mà không biết đúng hay là sai thôi. Ê, nín, nín, không cho mẹ cười, dù gì quá. Em. Ủa, sao anh không gọi cho em? Anh biết em sẽ ra mà. Anh qua đây có việc gì không? Anh muốn đi với em để qua xin lỗi bác về chuyện tối hôm trước. Bà của em đi Singapore rồi, chắc là vài tuần nữa mới về. Vậy à? Không phải là hôm nay anh coi thi sao? Xong rồi. Phùng thi tốt chứ? Ừ. Nghĩa là tối nay anh được nghỉ. Ừ. Tối nay anh tới đón em nha. Ai thèm? Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi. Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời. Chắc bởi vì anh đã quá yêu em nồng nàn, để giờ đây quay lưng đắng cay. Ê, mày chưa sợ giấc mơ làm ca sĩ nữa hả? Không sợ. Thiệt không đó? Thiệt chứ sao không. Khi nào gặp nguy hiểm, tao cứ alo cho thầy Tường, anh hùng sẽ cứu mỹ nhân. Mày mà mỹ nhân á hả? Tự tin quá đi ha. Chứ không lẽ ốm như me mới là mỹ nhân hả? Ê, tại sao hả? Xuống canteen lên mà không mua gì ăn hết giờ. Chết, mày nhắc tao mới nhớ. Nãy xuống canteen á, tao gặp má mày ở dưới á. Trời, gì mà không nói sớm. Quên, xin lỗi nha. Không về đâu. Ủa sao vậy? Mày đi xuống phòng giám thị coi thử giùm tao xem tuần này thầy Tường có trực không. Còn mắt tao chạy xuống phòng giám thị lần á hả? Chạy lên chạy xuống mỏi chân gần chết luôn à. Đi, đi đi mà, đi giùm nơi. Tuần này thầy không trực đâu. Vậy hả? Chán quá đi. Thầy Tường không có ở đây á. Vậy mày có về nhà không? Quên nữa, về chứ sao không. Về nha bé cưng. Ê, dạo này lạ lắm nha. Lạ gì? Sao mày quan tâm thầy Tường nhiều quá vậy? Biết thầy Tường tuần này không trực luôn. Ngày nào á mà nó chẳng đem sổ kỷ luật xuống phòng giám thị chứ. Sao mà không biết được. Ờ ha. Thôi về nha. Bye bye nha. Bye bye, bye, bye. Anh không đả phá, nhưng mà theo anh những mối tình giữa thầy và trò đều không nên. Tại sao lại không nên? Biết đâu đó lại là tình yêu chân thật. Ở tuổi đi học, các em chưa định hình được một tình yêu chân thật. Nếu có, chỉ là các em yêu thần tượng của mình mà thôi. Thầy hay cô giáo phải hết sức né tránh tình cảnh này. Nè, em không tin anh sao mà lại hỏi những chuyện này? Em tin anh. Nhưng mà anh sẽ chứng minh. Em chưa có đồng ý đâu. Em sẽ la lớn lên đó. Mẹ, con gọi hoài mà ba không nhấc máy. Chắc ba đang quay đó con. Kem bữa nay ngon quá, con muốn rủ ba ra ăn chung thôi mà.
kem hôm nào chẳng vậy. Hôm nay có gì khác đâu. Hay là được ăn với mẹ thấy ngon ta. Vậy mẹ sẽ thường xuyên đưa con đi ăn kem, chịu không? Dạ. Chết rồi. Sao vậy con? Con phải giữ phọt, con không nên ăn kem nhiều như vậy. Con chưa tới tuổi giữ phọt đâu. Không được, con phải đẹp thì thầy mới chú ý tới con. Mày biết không, trong trường con á có 50 đứa con gái thì hết 49 đứa bê thầy tuồng rồi đó. Dữ vậy hả? Mà sao con lại biết là mấy bạn kia thích thầy? Con biết chứ, ai cũng thích hết, mà không ai dám nói, có mình con là dám nói thôi à. Thầy Tường có phải là người mà mẹ gặp hôm con bị tai nạn không? Dạ đúng rồi. Thầy Tường cũng được. Mẹ cũng phải công nhận là thầy của con đẹp trai hả mẹ? Mẹ nghĩ thầy là người tốt. Dạ chính xác luôn. Chính vì vậy mà con yêu thầy phải không? Dạ. Cái đó không phải là tình yêu đâu con, mà chỉ là sự ngộ nhận của tuổi mới lớn. Không phải. Mẹ là diễn viên mẹ biết. Khán giả họ không yêu con người thật của mình, mà thường là họ yêu những vai diễn của mình, rồi họ lầm tưởng đó là tình yêu mà thôi. Không phải đâu, con yêu thiệt mà. Nếu một ngày mà không được gặp thầy, con buồn, con buồn lắm lắm luôn á. Tình yêu với sự đam mê nó giống nhau nhiều lắm, ngoại trừ thời gian. Khi nào con lớn lên, con nhớ lại, con sẽ thấy rất là buồn cười. Không, không đâu, con sẽ yêu thầy Tường mãi mãi luôn. Con chưa biết gì về thầy, sao con gọi là yêu? Con cũng chỉ thấy thầy phong nhã lịch sự ở trên lớp. Nhưng mà con thử tưởng tượng mà xem, khi về nhà ông ta cởi trần, mặc xà lõn, đi xuống bếp xúc cơm ăn, thậm chí còn để cơm dính trên mặt nữa nè, thì con có yêu được nữa hay không? Mẹ đừng có nói nữa, mẹ đã giết chết ước mơ cuộc đời con rồi đó. Dạ, em chào chị Nguyệt Hằng. Em là đạo diễn Nguyễn Lâm. Anh Nhật Phi có nói là em ra đây. À, tôi nhớ rồi. Dạ. Cậu đã điện thoại cho tôi. Dạ. Còn đây là con gái của tôi, Phi Anh. Dạ. Chào em. Chà, em xinh đẹp quá. Hay em đóng phim luôn đi. Một mình mẹ em đóng phim, đủ tan cửa nát nhà rồi. Em vui tính quá. Dạ, em gửi chị. Em định mời chị đóng vai gì đây? Dạ, vai hiền thục đó chị. Là phụ nữ xinh đẹp, hiền thục mà có số phận bi thương đúng không? Dạ, đúng rồi. Em nghĩ là cái vai này sẽ rất hợp với chị, bởi vì nó có nhiều đất diễn, chắc chắn là chị sẽ thích lắm. Chị không thích đâu. Sao vậy chị? Chị thích vai một phụ nữ đứng tuổi, chanh chua. Tại vì ghen mà làm tan nát hạnh phúc gia đình của mình chẳng hạn. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ cần phải đổi vai diễn cho mình. Dạo này trông con xanh xao lắm đó. Con có thấy mệt trong người không?
Còn có gì phải nói cho cô biết nha. Thôi, khuya rồi con đi ngủ đi. Ủa, cô là Hương Thảo hả? Mà từ đó giờ tôi không biết ta. Con bé đang mệt, tôi ra nhận giùm được không? Được chứ sao không. Cảm ơn anh. Ai gửi quà cho con nè? Cô để đây cho con nha. Biết được, kỳ lắm á. Mày không nói tao không nói, sao nó biết được? Hả? Nhỏ nhỏ thôi, sao mày lớn tiếng quá vậy? Phi Anh, mày sao vậy? Thầy Tường gửi thuốc bổ cho nó. Hả? Mà thầy gửi thuốc bổ cho nó làm gì chứ? Nghe khờ quá à. Cái đó gọi là chăm sóc, biết chưa? Tất cả chuẩn bị lên lớp, 10 phút nữa đến giờ truy bài rồi đó. Cái gì đấy Phi Anh? Dạ. Tại sao con dám mở quà của bạn? Dạ. Dạ không có. Em chỉ mở hộ con Thảo thôi à. Bạn có nhờ con không? Dạ không có nhờ. Phi Anh thấy thầy Tường gửi quà cho Hương Thảo nên Phi Anh mở ra xem cô. Mẹ khờ. Ai đến mà khai vậy? Thôi, để quà lại chỗ cũ đi. Lần sau không được làm vậy nữa. Ủa, nó đâu rồi? Các em chép xong thì đánh dấu bài tập. Mai thầy sẽ kiểm tra. Thầy ơi, thầy em có ý kiến. Em nói đi. Dạ thưa thầy, em thấy hả lớp mình kỳ này á thi tốt lắm thầy, không có ai quay cớp gì đó. Nè 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 nè, mày muốn nói gì á thì mày nói đại ra đi. Dạ thưa thầy, em muốn cả lớp mình được thưởng. Ê ê ê thằng kia, mày di chuyển quá à. Thầy kêu ngồi xuống đi thầy. Ê, tao nói cho cả lớp, phải nói riêng mình tao đâu mà nói tao nhiều chuyện. Trời. Thầy ơi thầy, hết 5 phút rồi đó thầy, nói câu giờ để khỏi làm bài tập đó thầy. Em cứ nói tiếp đi. Dạ thưa thầy, em thấy á mình nên thành lập đội banh đi thầy. Tại em là dân Đắk Lắk, em khoái môn này lắm thầy. Đúng rồi thầy. Vỗ tay đi. Vỗ đi. Thành lập đi thầy ơi. Đúng rồi thầy. Đúng rồi đó thầy. Thầy tao có cái lớp khác. Lỡ mấy lớp khác nó không có đội banh rồi sao? Thì mình tự đá với mình luôn. Trời. Lập hai đội nam và nữ đá với nhau hả thầy? Thôi được, thầy hứa. Nếu kỳ thi này đạt kết quả tốt, thầy sẽ lập đội banh cho cả lớp. Còn bây giờ thì làm bài tập. Trời ơi, yeah. Quá. Sao trời thương tôi quá vậy? Được. Bài tập sẽ được làm vào tiết tự học. Trời. Rồi các em ra chơi đi. Trời ơi. Đưa giùm tao nha.
thầy. Tao nói mà mày không tin. Thì chứ bộ tài khó thiệt. Thầy ơi, sao mày đi đứng cho thầy? Sao không sợ? Tao đâu có biết đâu. Tưởng mày kêu đưa cho thầy. Chào thầy, em Hương Thảo còn trên lớp không thầy? Hình như còn. Hương Thảo dạo này nó ốm và xanh xao quá. Tôi cũng thấy như vậy. Có người gửi thuốc bổ cho nó. Vậy cũng tốt. Mày không nói chuyện rõ ràng á, tình bạn tụi mình chấm dứt từ đây đó. Phi Anh, chuyện gì vậy? Dạ, Phi Anh tưởng Hương Thảo yêu thầy Tường luôn đó cô. Mẹ khờ, ai kêu mày nói vậy? Phi Anh, con không được nói vậy. Vậy thì tại sao thầy Tường lại gửi thuốc bổ cho nó chứ? Tại thầy thấy Thảo không được khỏe. Con không tin đâu. Nếu mà nó không làm gì, sao thầy gửi thuốc bổ cho nó được? Mà sao con biết chắc là thầy Tường gửi thuốc bổ cho Thảo? Đó đó, cô thấy chưa? Nó nhọn rồi đó. Phi Anh à, con hồ đồ lắm. Chuyện gì cũng phải biết cho chính xác chứ. Con không chịu đâu. Con xí thầy Tường trước rồi, sao đó lại dành thầy Tường với con chứ. Thôi, đi vào lớp. Khổ cái thân tao quá. Đứa nào thích con nào á thì nói đại đi. Bắt tao đưa tới đưa lui, đưa tới đưa lui, thập thò như thằng trộm vậy đó. Thì tại con đưa không được mới nhờ chú nha. Giúp con nhé. Rồi sao? Cái hộp này đưa cho Hương Thảo đúng không? Ừ, biết rồi còn hỏi. Ê, mà mày có biết nó bệnh gì không mà mày mua thuốc bổ cho nó uống hoài vậy? Nè, người bình thường khác nha, người có bầu khác nha. Ê, chú nói gì vậy? Thì tao nói thiệt đó. Nhìn cái mặt xanh xao của nó, cái dáng đi của nó, tao nghi nó có bầu. Chú nói thiệt không? Thiệt. Không lẽ tao nói láo với mày sao? Ê, nghe chú hỏi nè, phải của mày không? Nói vậy? Ừ. Không. Vậy của ai? Không lẽ? Không lẽ ai? Thôi, tao không dám nói đâu. Nói mất công ăn bụp. Nè, ai? Ê, mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Muốn quýnh á thì kiếm thằng nào làm chuyện bậy bạ quýnh nha. Mà rốt cuộc là thằng nào làm cái chuyện bậy bạ đó? Nói đi. Lại đây, bình tĩnh nghe tao nói nè. Nè, ngồi xuống. Ngồi xuống nghe chú nói nè. Vừa rồi là thi học kỳ 1 đúng không? Ừ. Chắc là nó học bài nhiều quá, căng thẳng cho nên nó mới vậy thôi. À, nó uống chừng 5 hộp thuốc bổ là nó khỏe như trâu liền à.
Lớp thầy Tường á, kỳ này tiến bộ nhiều ghê nha. Thầy dạy môn thể dục, sao thầy biết mấy môn khác? Là vì các giáo viên khác á, nhờ tôi vô điểm giùm nè. Úi dồi ôi, có chuyện này em phải nói với mấy chị. Chuyện như thế này này. Nè nè nè, mấy chị nói chuyện gì đó? Các anh này buồn cười nhỉ. Chỗ đàn bà con gái người ta nói chuyện mà cứ tham gia. Thôi 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 anh, ra ngoài nghỉ ngơi dùm đi nhá. Chị này kỳ ghê nha. Tự nhiên làm tôi chú ý, rồi đuổi tôi ra ngoài làm sao? Thôi mà, nói thế mà cũng giận à. Thôi anh ra ngoài nghỉ ngơi tí cho mát nhá. Trong này chỗ chị em phụ nữ người ta nói chuyện, tí có gì ra tôi kể cho nghe nhá. Đi, ra ngoài đi. Đấy anh nhìn xem cả phòng làm gì có đàn ông đâu nè. Anh ở đây nó lạc loài lắm nhá. Này, con bé Hương Thảo lớp 12A1 ấy, hình như nó có bầu đấy. Hả? Trời đất ơi trời. Chứ không có đâu. Tôi nghĩ không chừng. Có cái vụ đó có. Chị biết đúng không? Biết, biết. Đấy. Tôi nghe rồi. Nhiều người trong trường nó cái vụ đó lắm. Sao chị biết vậy? Đồn sao? Có một lần ấy, tôi thấy trong tiết của tôi ấy, nó chạy ra ngoài ói đấy. Trời, trời ơi, ói tôi chưa đâu, trời. Chưa đâu. Để ý đi, cái bụng nó u lên rồi. Xuống căng tin ăn toàn đồ chua không? Mấy người ở trong căng tin nói mà. Đó. Ai là tác giả vậy? Không biết. Nó đi học rồi về nhà mà. Không biết. Tôi biết. Chị biết à? Ừ, nhưng mà nghe đồn thôi nha. Chưa có xác nhận là đúng hay không nha. Nói là tác giả trong trường này nè. Trời ơi. Thầy Tường hả? Trời ơi. Cái này là cô cái nói nha. Tôi chưa có nói gì hết nha. Nhưng mà chắc không phải thầy Tường đâu. Nhìn thấy thầy Tường đàng hoàng lắm. Với lại hơn nữa thầy cũng có bạn gái rồi. Thôi đi chị ơi. Dò sông dò biển dễ dò, ai mà lấy thước đi đo lòng người hả chị? Cô, bây giờ tôi đề nghị cô qua cô chuyển qua cô dạy bộ môn văn thế cô Hà luôn đi. À, được không chị? Được rồi, cô đừng nói cô đòi qua thiệt nha. Nhưng mà phải nghe. Công nhận nha. Thầy Tường, thầy bảnh trai như vậy, còn con bé Hương Thảo nó xinh xắn mơn mởn như vậy thì... Ý cô nói là hai người đẹp đôi đúng không? Cái này là cô nói chứ không phải là tôi nói nghe chưa? Thôi nha, không phải tôi nói đâu nha. Ổng nghe được là ổng chửi tôi té tát luôn đó. Nãy giờ có mình chị nói không thôi phải đâu. Chưa có nói gì nhá. Chị ai hỏi thì tôi nói, tôi không có nói gì hết á. Tôi ra coi có ai chưa có đóng tiền học phí không nha. Mình chỉ biết thôi nha. Vâng, mời thầy ngồi ạ. Thầy ngồi đi ạ. Đi bao nhiêu yêu thương phai dấu, qua đi bao nhiêu âu lo nương nấu, cha mong bên vui theo ta mãi mãi, mẹ mong tương lai cây tươi đơm trái. Tình bạn càng thâm thiết, tay trong tay nắm chặt, ôi bao dung làm thế luôn quan tâm, người sẽ chia bên nhau tháng năm, mình nuôi chú dưới mái trường. Hãy cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc đã thấy là một niềm tin bắt đầu. Hãy bước tới phía trước, tin nơi ánh nắng là một ngày mới bắt đầu. Có những lúc vấp ngã, có những lúc sôi trào, cuộc đời đôi khi như trà giá. Mong thức giấc ban mai, nghe tôi yêu thương ai là một niềm trở lại. Hãy cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc đã thấy là một niềm tin bắt đầu. Hãy bước tới phía trước, đi đôi với ánh nắng là một ngày mới bắt đầu. Có những lúc vấp ngã, có những lúc sôi trào, cuộc đời đôi khi như trà giá. Một thứ giấc ban mai, nghe tay yêu thương ai là một niềm vui trở lại. Hãy
và tìm thấy niềm vui trở lại.